những trang mạng á, thì mình biết rằng là nhà khoa Nhân Tâm là một cái nơi là rất là uy tín và cũng nhiều người cũng mình có hỏi thêm là nhiều người cũng nói rằng là nơi này làm việc uy tín và có hiệu quả, cho nên là mình rất là cần. Mình thấy ở đây thứ nhất là nhìn về cái nơi làm thì nó thứ nhất thấy là nó sạch sẽ, thấy là nó chuyên nghiệp. Vì thứ hai là mọi người tiếp đãi mình rất là tốt. Và sau khi khám cái hàm răng của chị xong á, thì mình nhận thấy rằng cái răng của chị là không có sâu răng, cung răng rất là đều đẹp. Tuy nhiên á, là để cho cái nụ cười của chị nó sáng rỡ hơn thì mình sẽ tẩy trắng cho chị bằng công nghệ laser whitening của Mỹ. Thì cái quy trình của nó á, là đầu tiên mình sẽ làm sạch vôi răng cho chị, làm sạch lấy đi những cái vết ố vàng ở trên răng á, để cho răng nó trắng sạch và đồng thời cứ để cho cái thuốc nó tiếp xúc với răng dễ dàng hơn ha. Dạ rồi, bây giờ mình bắt đầu tẩy trắng ha. Khi mà mình tẩy xong trắng răng á thì cái đầu tiên là mình thấy là nó rất là đẹp, rất là sáng, rất là trắng. Thêm cái thứ hai nữa là đầu tiên mình cũng rất là lo lắng là mình làm nó sẽ bị đau ê hoặc buốt, nhưng mà thật sự đó là khi mà mình cảm nhận cái dịch vụ này nó không có giống như những gì mình tưởng tượng, là nó làm cho mình rất là thoải mái, không đau, không ê buốt, và mình rất là hài lòng với cái dịch vụ này. Nếu mà có ai đó mà quan tâm đến cái dịch vụ này thì mình nghĩ rằng là các bạn nên trải nghiệm một lần với cái dịch vụ mà làm trắng răng. Tại vì từ xưa đến nay mình quan điểm là cái nụ cười nó rất là quan trọng. Cái răng của mình nó quan trọng vì cái nụ cười nó sẽ làm cho mình happy hơn. Vì khi các bạn đến với nhà khoa Nhân Tâm thì các bạn sẽ trải nghiệm được là cái răng của bạn, các bạn sẽ làm cho các bạn cảm thấy hài lòng và các bạn cảm thấy hạnh phúc hơn khi mà trải nghiệm được cái điều này.